Xin kính chào quý khán giả và bà con ngư dân. Trong đêm qua, một đợt gió mùa đông bắc mới lại tăng cường xuống nước ta và hiện tại thì gió trên khu vực vịnh Bắc Bộ cũng như là toàn bộ phía bắc của biển Đông, trong đó có cả huyện đảo Hoàng Sa đã chuyển sang hướng đông bắc. Càng về chiều tối thì cường độ gió sẽ mạnh dần lên mức cấp 5 có lúc cấp 6 và có thể kèm theo gió giật cấp 7. Dự báo khối không khí lạnh sẽ còn liên tục được bổ sung trong các ngày mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 2. Vì thế mà gió trên các vùng biển phía bắc sẽ còn tiếp tục mạnh, độ cao sóng gia tăng và sẽ gây ra tình trạng biển động, không thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Quá trình tăng cường liên tục của không khí lạnh cũng khiến cho gió trên các vùng biển Trung và Nam Bộ, thậm chí là ngoài cả khơi xa, khu vực giữa và Nam Biển Đông đều chuyển sang hướng Đông Bắc và hoạt động ngày một mạnh hơn. Dự báo trong khoảng thời gian từ đêm nay cho đến ngày 10 tháng 2, gió trên các vùng biển sẽ duy trì ở mức cấp 5. Riêng khu vực biển từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau và phần phía tây của huyện đảo Trường Sa sẽ có gió mạnh hơn ở mức cấp 6, giật cấp 7, nên khu vực này cũng được cảnh báo sẽ có sóng biển cao, biển động. Đến với các tuyến hải trình, thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và ngày mai thì cường độ gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ và tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ sẽ mạnh lên ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, mưa xuất hiện ở mức rải rác, làm cho tầm nhìn xa bị giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km, sóng biển tăng cao lên trên 2 mét, việc lưu thông trên khu vực này sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Khối khí lạnh mạnh liên tục dồn xuống, vì thế mà từ đêm nay trở đi, gió trên khu vực biển miền Trung từ Quảng Trị xuống đến Quảng Ngãi, thậm chí là mở rộng xuống cả Bình Thuận, sẽ chuyển hẳn sang hướng Đông Bắc và cường độ cũng mạnh dần lên mức cấp 5 đến cấp 6 gây sóng cao và biển động. Mưa rông cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn, khiến cho tầm nhìn giảm thấp. Các hoạt động hàng hải của người dân trên khu vực biển này, cũng như là trên tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra đến khu vực huyện đảo Lý Sơn cũng bị ảnh hưởng. Với địa hình hút gió, vì thế mà từ đêm nay trở đi, vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau sẽ có gió đông bắc mạnh ở mức cấp 5 cho đến cấp 6, giật tới cấp 7. Dù không gây mưa nhiều, tuy nhiên sóng biển cao ở mức từ 2,5 đến 3 mét gây biển động mạnh. Để bảo đảm an toàn thì bà con ngư dân ở khu vực này cần hạn chế ra khơi trong những ngày tới. Chuyển sang vùng biển ở phía Tây, trong đêm nay, ngày mai cũng như là từ 2 đến 3 ngày tới, trên tuyến hải trình từ Rạch Giá, Phú Quốc cũng có gió đông bắc ở mức cấp 4, sóng biển sẽ dao động trong khoảng từ 1,25 đến 1,75 mét, biển không động. Mưa rông trong thời kỳ này được dự báo cũng khá ít, nên tầm nhìn xa trên biển vẫn thoáng. Thời tiết nhìn chung không ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác hải sản của bà con ngư dân, cũng như là những chuyến tàu đến với đảo Phú Quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.